Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Nguồn Nước Nam Quý nha. Thì trong video ngày hôm nay, kênh Nguồn Nước Nam Quý sẽ giới thiệu đến cô chú và các anh chị về cái bài thuốc trị bệnh bú cổ nha. Từ cái cây này nè. Đây là cái cây xạ đen. Lá và bông nữa nè cô chú và các anh chị. Để chúng ta nhìn kỹ để phân biệt thuốc cho nó đúng ha. Đây là cái bông của cây xạ đen. Nó có hạt, có trái. À, còn lá của nó thì nó có hình răng cưa như vậy nè. À, bên mép dưới của nó nè. À, chúng ta nhìn kỹ ha. Cái bài thuốc này trị bệnh về cái bệnh bú cổ kết hợp với hai loại thuốc khác rất là hay luôn nha, công hiệu luôn nha cả nhà. Mà nhiều người đã xài và đã dùng cái cây này trị bệnh bú cổ rất là hay và hiệu quả nha. Bông của nó màu trắng nha cả nhà. Thì chúng ta sử dụng cái cây này thì cô chú và các anh chị chúng ta chặt nó đem về, chúng ta phơi khô lá và thân cây ha. Và cái rau cải trời nha, rau cải trời chúng ta cũng phơi khô luôn nha cả nhà. Rau cải trời mình ăn á, cái loại mộc quang á, hoặc là ở chợ nó có bán đó, chúng ta mua về thì chúng ta phơi khô luôn nha. Còn loại thứ ba đó là cây ké nha. Cây ké nó mọc quang ở ngoài đường đó mọi người. Mọi người đi là nó dính áo á. Cái loại ké đó chứ không phải là ké đầu ngựa nha. Chúng ta sử dụng ké đó. Chúng ta lấy thân và lá của nó về. Chúng ta thái nó ra, chặt nó ra từng khúc. Chúng ta phơi khô. Sau đó chúng ta sử dụng thì sau khi chúng ta đã phơi khô ba loại này rồi. Thì khi mà chúng ta sử dụng đó thì cô chú và các anh chị lấy khoảng một nhúm tay mỗi loại nha. Ba loại thuốc này mỗi thứ một nhúm tay, nó ít hơn nửa chén ăn cơm, cỡ khoảng gần nửa chén ăn cơm đó. Chúng ta bỏ vào cái nồi, chúng ta đổ khoảng một lít nước, sau đó chúng ta đun sôi lửa riu riu ha. Khi mà nó sôi rồi á, chúng ta để khoảng 10 đến 15 phút, sau đó chúng ta nhắc xuống, chúng ta uống hai trà hàng ngày ha. Đó là cái cách chữa trị bệnh bú cổ rất là hay. Mong là video này sẽ giúp ích được cho cô chú và các anh chị nha. Nếu thấy hay thì mong mọi người cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần video tiếp theo nha.